những cái bộ đồ mới ha, mà cũng có và những cái set quay đây bên kia đó. Và máy móc cũng mới luôn. Mình cái này đây. Hôm nay Harry khai trương cho mọi người nhé. Và mình sẽ có cái cách xài cái này. Đây. Hàng mới. Chúng tôi đang rao bán. Đây là cái này là che keo nè. Đó. Đây là cái người mà luôn xài keo vô mặt người khác cho nên. Ui đây. Nhưng mà tự nhiên của em có cái này sao mặt da căng bóng nhìn đẹp lắm luôn. Chị, cái này cũng nhìn đẹp lắm luôn á chị. Ok. Đó, đấy, rất là hợp lý luôn. Đấy. Dạ, đây là nói chung là máy móc là tất cả là đến từ chú rể. Chú rể đang mới kết hôn cho nên nó hạnh phúc yêu đời lắm. Cho nên nó được cái là quay gì hưởng thụ quá, đang vui quá mà. Cho nên cái gì cũng là hưởng thụ từ từ. Tại vì từ từ hít thở thôi cũng đang hạnh phúc quá. Mọi người hạn chế hút nha, tại vì giờ mà hút là dễ overcome lắm. Trước khi celeb mặc đồ khó quá mà, cho nên thở cũng không nổi. Đây, thở mệt lắm, sợ đi cấp cứu mà celeb lâu quá. Thôi nghỉ ngơi đây. Huy ơi, bây giờ chị sẽ hơi chậm chút nha. Bây giờ tôi lên nha. Rồi chơi. Dựng cái bào góc New Skin Plus để em đọc em thuộc rồi. Ok. Ok, sao xe. Mới chơi. 3, 2, 1 and in. Xịt dựng cái bào góc New Skin Plus. Tiêu chuẩn của một làn da đẹp. Lại nữa chị Vũ. Giờ tiếp theo nha. Ok. Chị chỉ có tôi tới tiêu chuẩn đúng là da đẹp. Thôi là em sau đây em nhớ rồi. Chị hiểu chưa? Hiểu rồi chứ sao nguyên câu đúng không? Yeah. Chứ chị bị say why à. Thì nếu tiêu chuẩn của lại đẹp em cũng thuộc rồi, em đọc luôn đi. Không hiểu đâu nha. Chị đọc thì em. Quá khốn nạn rồi mọi người ơi. Thì được không? Một câu rưỡi mà bây giờ bả thuộc hết một câu 30 rồi mày bả vẫn ngốc thì đâu.
chơi vô, chị chơi vô nha. Em thấy không? No. Má trời. 3, 2, 1, and in. Siguiente paso, new skin plus. Tiêu chuẩn của một làn da. Tiêu chuẩn của một làn da đẹp là độ ấm, mịn và sáng. And cut. Không có nhu cầu luôn á.